Rồi, hello anh em, giờ là 10 giờ đêm rồi nha anh em. Thì hôm nay là cho anh em biết cái dịch vụ của mình, không những sau khi bán xe cho anh em và mình bán một chiếc xe này đó là hơn 2 năm rồi, gần 3 năm rồi, thì bây giờ ảnh còn vệ sinh tổng thể, thay nhớt rồi ảnh làm, nói chung là ảnh nói xe chưa có hư gì hết á. Nói chung vẫn để đi bình thường nhưng mà ảnh muốn bảo trì hết tất cả, thì xe anh mua mình rất là lâu rồi. Bây giờ mình tới tận nhà mình lấy xe về mình bảo dưỡng luôn ha anh em ha. Đây xe rất là xe hiện tại bên mình thì xe đó rất là nhiều, bữa nào mình qua rảnh mình quay cho anh em. Thì mình đó, thì bây giờ là mình chở xe thì mình chở bằng xe này của mình ha ha, mình chở bằng con xe này của mình. Bây giờ mình đi qua quận 12 để mình chở con xe đó về nha anh em. Thì xe mình sẽ để sau thùng nè anh em, đó mình chở về xong rồi mình bỏ xuống rồi mình bảo trì cho anh em, rồi xong rồi anh em thích thì qua lấy, còn anh em có thời gian thì anh em chạy qua đây shop anh em lấy, còn anh em không có thời gian thì anh em book mình chở về đó lại luôn cho anh em luôn. Đó là cho anh em biết là cái dịch vụ bên mình là bán xe rồi đương nhiên là bán xong rồi có bảo hành trong thời gian đầu, còn thời gian sau á mà nó lỡ bất kỳ trục trặc hay sự cố gì thì bên mình có hỗ trợ hết nha anh em nha, hỗ trợ nha. Còn phải có tiền cà phê cà pháo mới sống được cho anh em. Đúng không? Cái đó là sự thật, cái đó là mình nói sự thật nha. Rồi, thì bây giờ mình quay cho anh em cái chuyến đi là cho anh em biết là mình làm việc thực tế. Rảnh quay cho anh em biết mình làm việc thực tế. Rồi thì bây giờ mình đi xuống quận 12, mình với làng đệ xuống, tại vì xe này á mình phải đẩy hai người mới đẩy được với lại xích lại. Rồi bây giờ mình sẽ xuống đó mình lấy xe sẵn mình quay cho anh em luôn nha. Thì con xe này thì con xe nhỏ thôi, con 150 thôi, mình đã chăm sóc như vậy rồi thì anh em nghĩ đi, xe lớn thì mình sẽ chăm sóc thế nào. Thì bên mình thì anh em cũng thấy rồi, nhìn từ đây vô là anh em thấy từ 1000 phân khối Ducati nè, Bendup nè, Honda là Yamaha, Kawasaki là có đầy đủ đâu để quay sơ cho anh em coi. Tại bây giờ nhà nó còn bừa bộn, tại khuya á, chuẩn bị ngủ á, mình sắp xe lại mấy xe này, mấy xe nhà đi mình sắp lại. Nhìn sơ sơ nè anh em thấy không? Kawasaki nè ha. Kawasaki, Bendup, Ducati, Honda, Kawasaki, rồi Yamaha đầy đủ hết. Rồi thôi anh em, bây giờ mình đi nè. Get go, đeo kính vô cho thư sinh. Rồi, mình đã tới nơi nha anh em. Giờ mình bỏ xe này về để kiểm tra bảo trì bảo dưỡng. Xe này 29 tới giờ là gần 3 năm rồi đúng không? Gần 3 năm rồi đó. Có gì gọi anh chạy qua lấy ha. Mưa luôn em, may mà đi xe này á, chứ đi kia là mưa chứ. Con này thay nhớt rồi chưa? Con này bữa cái lần mà thay nhớt mà cái áo kia là bao lâu rồi ạ? Cái áo là bao nhiêu ta? Cái áo là qua mới hay cũ ta? Là cũ. Qua nhà còn ở nhà cũ đúng không? Đúng rồi. Lâu rồi á, là gần nửa năm rồi ta. Thôi thay nhớ nhà cũ em qua nhà mới là từ trước tết xong lại qua nhà mới. Bữa nay là tháng 7, tháng 8 rồi, hơn nửa năm rồi anh. Hơn nửa năm mà anh cứ mới ơi. Nhớ nhỡ ngàn không, hơn nửa năm rồi. Thấy luôn anh để lâu không đi hay sao? Đúng rồi, lâu không đi mà. Không phải đi xin đâu, con này nó lấy đi dạo thôi. Nhiều khi nó bó phanh, nó dòng quá, mình lâu rồi á. Không biết nữa, nhưng mà lúc trước anh đi anh thách cơ kẹt á. Cái bữa sau cái máy thì chở gái xong cái nó sập luôn. Bạch đèn rồi. Cái đó cái gì em kiểm tra hết rồi nãy giờ. Thay nhớt luôn nha, anh còn một mình mà. Nửa năm rồi. Cái con này chắc làm lại cho nhẹ xíu. Rồi có gì thay thì nói vậy thôi à, tại vì anh kiểm tra đây, em báo tại đây luôn mà. Thì con này bằng đạn rồi xong rồi. Thì con cái lót này anh nghĩ cái bạn cái lót rồi thì mình cái vỏ này bữa mình mới thay mà. Đâu chưa thay ta. Thay chưa? Chưa, từ hồi mới mua gì chưa thay á. Chưa thấy gì luôn hả? Đúng rồi. Gì ghê vậy? Chạy từ mới đây là chưa thay vỏ luôn. Chưa. Mấy năm mà chưa thay luôn. Sau này em coi cái nào còn xài được thì để xài. Ừ. Rồi vậy đi. Ok. Lên xe phụ em lên xe. Rồi thưa ơi, bây giờ anh em mình về. Rồi, bye bye anh em. Ở đây là người thật việc thật nha anh em. Là bên mình là bán xe xong rồi có hỗ trợ đó. Là anh vét luôn nên anh em chơi xe thì anh em chỉ chơi thôi. Chỉ chơi thôi, còn mọi đổ ốc, ăn ốc đổ bỏ đâu. Mình đổ.
mưa mưa mà cảm luôn anh. Cái khu này cực kỳ khó chạy luôn anh em. Có nghĩa nó một chiều á, chạy vòng vòng, nãy giờ chạy hai vòng mới tới á. Mình ở cái hẻm thì nằm đây. Tới đây thì nó lố, thì không có dây được. Dây được có bán lụm liền anh. Có đúng rồi, là nãy xe đứng đây nè. Đúng rồi. Xe không ăn đậu vậy đó. Khó chạy á. Rồi rồi rồi, để up clip để mình lên xe rồi mình về. Cảm ơn anh em nhiều nha. Sẵn quay cho anh em con xe này đẹp lắm. Con xe này giờ vẫn còn đẹp luôn, tại anh ít đi á. Giờ đẹp lắm, càng con nhung. Đẹp quá. Nhớ màu gì á? Nhớ màu xanh á. Hôm bữa thầy nhớ tặng áo đó, lâu lắm rồi. Thời trước Tết kìa. Rồi mình về nhà nha anh em. Dịch vụ Minh Baker là sẽ luôn chăm sóc anh em chu đáo. Đó. Xe mình có ghi số điện thoại mình đầy đủ nha anh em. Rồi ok. Về nha anh em nha. Bye bye anh em. Chúc anh em nhiều sức khỏe.